Thầy Thích Lệ Trang lên tiếng về Phật giáo tại Việt Nam. Là tăng ni phải có đạo đức thì giáo hội mới được trang nghiêm. Thời gian vừa qua, Phật giáo tại Việt Nam nổi lên nhiều vụ việc bê bối liên quan đến một số nhà sư nổi cộm, gây ra nhiều bức xúc, tranh cãi trên mạng xã hội. Điều này vô tình khiến cho nhiều người có cái nhìn tiêu cực đến với Phật giáo tại Việt Nam và làm ảnh hưởng đến hình ảnh uy tín của giáo hội. Mới gần đây, Hòa thượng Thích Lệ Trang là trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh chính thức đã lên tiếng trong một buổi họp của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cho biết. Với tăng ni, mục đích duy nhất là tu và học, luôn đặt mình sống trong chánh pháp, trong đạo đức, góp phần làm thanh tịnh tăng đoàn. Có như thế, tổ chức giáo hội mới trang nghiêm, để lại hình ảnh đẹp trong lòng Phật tử và đối với quần chúng. Phát ngôn của thầy lập tức được vô số người dân đồng tình ủng hộ nhiệt liệt. Được biết rằng, phát biểu này được nói tại buổi họp mở rộng của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh diễn ra tại Việt Nam Quốc tự vào sáng ngày 4 tháng 7 sau lễ Bồ Tát định kỳ trong mùa an cư kết hạ Phật lịch 2568. Trong phát biểu đúc kết tại buổi họp, Thượng tọa Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh nhắc lại ý nghĩa về nét đẹp của truyền thống an cư kết hạ đối với người xuất gia. Theo đó, kiết hạ là dịp để cho các thành viên tăng đoàn cùng nhau tập trung cách trú xứ an cư trong hòa hợp, thanh tịnh, gạt bỏ những phan duyên để mà sống trong lý tưởng, quyết tâm trau dồi tam vô lậu học. Hòa thượng đã nhấn mạnh rằng, đối với tăng ni, mục đích duy nhất là tu và học, luôn đặt mình sống trong chánh pháp, trong đạo đức, góp phần làm thanh tịnh tăng đoàn. Có như thế, tổ chức giáo hội mới được trang nghiêm, để lại hình ảnh đẹp trong lòng Phật tử và đối với quần chúng. Trong dịp này, Hòa thượng Trưởng ban trị sự thành phố Hồ Chí Minh cũng mong bảy đoàn chư tôn đức thuộc ban thường trực ban trị sự thành phố Hồ Chí Minh đến thăm, động viên tinh thần tu học của những chư hành giả, tăng ni và cúng dường trường hạ vào ngày 12 tháng 7 năm 2024 tới. Cần phải tổ chức đoàn đơn giản, để lại hình tượng lan tỏa đồng bộ nét đẹp của mùa an cư kiết hạ tại Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Vị giáo phẩm đứng đầu của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cũng lưu ý, chư tăng ni phần phải thận trọng trong phát ngôn. Khi mà nói trước đại chúng, cần phải tránh nói về những cái chuyện thời sự của thế gian. Diễn giảng này nhấn mạnh trọng tâm về đời sống phạm hạnh, đạo đức, cần phải có hành xử có ý thức, tránh nói những điều gây mất đoàn kết, tránh có những hành động đi ngược lại đối với chánh pháp. Có ý kiến về hội thi thuyết giảng do Ban Hoàng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trong mùa an cư kết hạ Phật lịch 2568 dành cho hành giả tăng ni trẻ. Hòa thượng cũng nhắn nhủ rằng khi mà tham gia diễn giảng cần phải tránh nói theo cảm tính. Tăng ni cần phải nói những điều đang làm và đã làm rồi, những điều mà đã được chứng nghiệm hợp với Phật Pháp, với chư tổ đã truyền dạy, tỉnh giác với cách nghĩ, cách làm, nói năng phải đều đặn trong chánh pháp, nói năng như là chánh pháp và im lặng như chánh pháp. Đặc biệt đang trong cái mùa an cư kiết hạ, tăng ni trẻ cần phải gạt bỏ những phan duyên, tránh tham gia vào các mạng xã hội để không bị phóng tâm ra khỏi cương giới, tránh chạy theo trần cảnh để không rơi vào phá hạn. Dịp này thì chư tôn đức tham dự hội nghị và đã báo cáo các hoạt động Phật sự, phát biểu đóng góp một số ý kiến về tăng, về đoàn thăm hành giả tăng ni các trường hạ và tập trung tại thành phố Thủ Đức, 21 quận huyện do ban thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh vào sáng ngày 12 tháng 7, tức là mùng 7 tháng 6 Giáp Thìn, và một số hoạt động Phật sự khác. Truyền thông Phật giáo, bộ mặt của giáo hội trong thời kỳ Internet hiện nay.
Phật giáo vốn dĩ không phải là một tổ chức tôn giáo ưa sự ồn ào náo nhiệt. Người ta tìm đến đạo Phật là luôn tìm kiếm đến sự vắng lặng, cả ngoại cảnh lẫn trong tâm hồn, để có thể lắng lòng lại, dọi lại bản thân mình, từ đó thay đổi mình. Trong khi truyền thông lại mang hơi hướng của sự náo nhiệt, khơi những vấn đề nóng bỏng để mà công bố rộng rãi trong quần chúng. Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ 7 năm 2012 diễn ra. Khi mà bàn về việc thành lập các ban thông tin truyền thông trực thuộc các tỉnh hội, có nhiều chư tôn đức cũng đã đưa ra ý kiến về chức năng của công tác truyền thông trong Phật giáo. Đây không phải là một việc dễ. Báo chí Phật giáo sẽ đòi hỏi nhiều yếu tố mà ở một trang báo thông thường không thể có. Đó là những phẩm hạnh, phẩm chất của một người làm báo Phật giáo, bao gồm cái sự tinh tế trong dự đoán một vấn đề truyền thông có tính nhạy cảm, là cái phẩm chất tu tập, hiểu biết về giới luật của người làm báo. Bởi vì làm báo Phật giáo mà không hiểu những giới luật, rất dễ khai thác những thông tin sai sót, bản thân không tu tập thì dễ bị bốc đồng, khẩu nghiệp. Làm báo chí Phật giáo không phải chỉ cần có kỹ thuật đưa tin, dựng tin hay là quay phim chụp ảnh với máy móc hiện đại, máy thu phát sóng tối tân, không cứ phải tiền nhiều là đủ. Khác với những báo chí xã hội, người mà làm truyền thông Phật giáo phải có sự tinh tế trong lựa chọn thông tin. Tin nào là cần thiết, tin nào khoan khoan từ từ hãng đăng tải, và tin nào không cần thiết phải đăng, để đem đến cho người đọc một sự định hướng theo tích cực. Nếu mà thiếu sự sàng lọc thông tin, cứ hễ có nơi nào có điểm nóng là thông tin xuất hiện ngay sau đó, chẳng khác nào chúng ta đang tiếp tay để làm tình hình thêm nóng. Người mà làm báo Phật giáo phần lớn chưa qua trường lớp đào tạo chính quy bài bản, cho nên việc này cần phải một ban biên tập có chuyên môn vững, biết xử lý câu chữ và nội dung sao cho các bài báo Phật giáo là một tuyên ngôn của xã hội. Sự luộm thuộm trong văn phong lẫn nội dung không rõ ràng sẽ đem đến một tờ báo nghiệp dư, mà khi chính chuyên nghiệp không có thì khó tạo được sự thuyết phục về nội dung cho người đọc. Làm truyền thông Phật giáo là không có chạy theo dư luận, không có phải nghe đâu đó dạo tràng này sinh hoạt sai hay là nơi kia có tu sĩ lệch hướng, là chúng ta đua nhau để tìm kiếm thêm những lỗi để đưa lên mặt báo thu hút người xem, để chứng tỏ rằng trang báo của mình rất nhanh nhạy, kịp thời, đúng lúc. Sự thật thì việc này rất là nguy hiểm, giống như là kiểu một giọt dầu diesel rơi xuống một mặt hồ tĩnh lặng. Nó sẽ thẳng lan tỏa bao nhiêu, nhưng mà khi chúng ta đưa cánh tay của mình khuấy thêm thì vệt dầu đó sẽ lan ra cả mặt hồ. Cuối cùng thì làm cái gì? Để cho người ngoại đạo cứ hả hê, còn Phật sự lại sụt giảm niềm tin đối với công chúng. Nói như thế không có nghĩa là chúng ta bao che cho những hạn chế, yếu kém của mình, nhưng mà việc bao che hay không công bố lại là hai vấn đề khác nhau. Chúng ta không che đậy, nhưng mà cũng hạn chế việc công bố. Việc mà âm thầm chữa bệnh không đồng nhất với việc bệnh vừa mắc lại vừa la làng. Một người nào đó phát hiện ra bản thân của mình đang bị u nhọt trên cơ thể, anh ta thay vì thông tin việc này đến bác sĩ hay là thầy thuốc, thì anh ta lại lựa chọn ra chợ để treo bảng: bạn tôi đang bị nổi mụn nhọt, rất nguy hiểm. Hoàn cảnh này chỉ nhận cái sự thêm xa lánh và chê bai về cách ăn ở thiếu lành mạnh từ người khác mà thôi. Tục ngữ xưa có câu rằng anh em trong nhà đóng cửa bảo nhau, đó là cách xử lý khôn ngoan nhất mà người xưa đã dạy lại. Làm báo Phật giáo mà không có lương, thậm chí hụt cả tiền túi cá nhân, cho nên khác với báo phóng viên, báo chuyên nghiệp, người mà làm truyền thông Phật giáo phải có tâm, phải yêu thích công việc mình làm. Chỉ có tu sĩ và Phật tử thực thụ mới có thể làm được công việc này. Nhưng mà tu sĩ và Phật tử không phải ai cũng được đào tạo bài bản về báo chí chuyên nghiệp. Tu sĩ nhiệm vụ chính chính là tu tập, viết báo chỉ là hoạt động thêm, và các bài báo thường phải liên quan đến kinh điển, sinh hoạt giới luật. Tu sĩ không thể đi săn tin, đi vào những địa bàn điểm nóng của vấn đề, bởi vì nó rất khó.
Ví dụ như, có một thông tin đạo tràng nọ có cách sinh hoạt tu tập không theo chính pháp, hay là người làm báo là tu sĩ không thể đến đó để tìm hiểu đánh giá đúng sai. Bởi vì bản thân vị tu sĩ đó dựa vào tư cách nào mà dám thẩm định một vị đạo tràng là tu sai chính pháp, trừ khi việc đó do giáo hội kết luận thẩm định rồi, mà giáo hội thì lại phải do một hội đồng chư tôn đức giáo phẩm. Đối với Phật tử thì làm báo lại càng không được nói lỗi của những tu sĩ, của đạo tràng. Đó là quy định. Báo chí Phật giáo được công bố những thông tin đã được giáo hội kết luận. Việc này vừa đảm bảo tính chính xác, vừa hợp lý ở chỗ báo chí Phật giáo là một kênh phát ngôn của giáo hội. Nếu mà báo chí Phật giáo tự tiện đưa xác minh, công bố ra công chúng những kết luận theo hướng chủ quan của mình là điều sai nguyên tắc, trừ khi đó là một trang tin lá cải. Chúng ta cứ thử nhìn xem những tờ báo xã hội chính thống, phóng viên mà muốn đưa một tin bao giờ cũng phải lấy ý kiến từ những người có thẩm quyền phát ngôn, hoặc là dựa vào những kết luận của một ban thanh tra hay là lực lượng để được quyền điều tra. Trong trường hợp chưa có những kết luận vấn đề nào đó từ những cá nhân có thẩm quyền thì bản tin chỉ được viết ra theo sự kiểm điểm tin của sự kiện, tuyệt đối không có kết luận bất kỳ gì. Bàn thêm những vấn đề này, những người mà làm báo về Phật giáo cần phải lưu ý. Vừa qua, Hội đồng Trị sự đã ban hành quyết định số 164/QĐ-HĐTS do Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, ký về quy chế phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của Giáo hội Phật giáo Việt Nam để xác định rõ ai là người được cung cấp thông tin cho báo chí và báo chí chỉ được đăng tin dựa vào các phát ngôn nào. Người mà làm báo chí Phật giáo phải lưu ý thêm những thể loại tin tức đăng tải trên báo. Thế nào là tin ngắn, thế nào là tin dài, phóng sự là gì, ký sự ra sao. Các thể loại bài bình, luận, tiêu điểm, chứ không phải là thể loại nào cũng trình bày theo kiểu thể thức na ná như nhau, đều đều cho nó đủ chữ. Cần phải xác định thông tin nào là cần đưa vào tin ngắn, cái nào đưa vào tin dài. Ví dụ như là sự kiện nhỏ như là lễ húy kỵ diễn ra tại một đạo tràng nào đó, nhưng mà trình bày một bản tin cả mặt giấy A4, trong đó giới thiệu quan khách tham dự hết luôn nó 1/2 trang. Có những bản tin chỉ nên đưa vào tin ngắn vì đó là điểm tin sự kiện, không cần phải dài dòng. Bên cạnh đó lại có những vấn đề chưa rõ nhạy cảm hay không nhạy cảm thì hạn chế phải đưa tin. Nếu có thể chỉ là một bài viết nhỏ cho độc giả biết là đã xảy ra một chuyện như thế, nhưng mà sự việc cụ thể ra sao thì hồi sau sẽ cung cấp, tránh đổ xô vào sự việc viết cùng một lúc 2-3 bản tin trình bày cùng một thời điểm. Làm như thế người đọc sẽ có cảm giác chuyện này khá căng thẳng rồi đây, nhưng mà sự thật chẳng có cái gì.